Tôi ý là em mới làm ấy, cũng chưa biết kỹ thuật ấy, như mấy cây to kia thì năm ngoái, ý là đợt vừa rồi thì nó có quả, ý là nó cũng ra hoa ấy, xong nó rụng hết luôn. Năm vừa rồi ra hoa nó rụng hết. Mình biết nguyên Nó nhân tại sao rụng không? thì em cũng xem xong rồi cũng ấy nhiều, thì em nghĩ là do cơi đọt. Cây đọt. Trồng ở đây trồng được bao nhiêu cây? Em cái này thì do ngày xưa bố trồng ấy, xong ý là em cũng xem mới làm thì cái này cả to nhỏ chắc được 6 7, hơn 70 cây anh. Còn cái này thì mới trồng mưa năm ngoái. Rồi bây giờ cái này nè, Dạ. khơi cho nó tạo rãnh hết ra, thoát nước, đừng đừng để nó ú thành cái ụ như vậy nha. Vâng. Hồi xưa giờ đi phân gì? Em đi phân nở thôi, còn với lại đổ phân nhà mình có phân chuồng, phân Phân dê anh. chuồng rồi. Xong đổ phân dê. Em mấy cái gốc này này Dạ. em đang cái này, tình trạng cái này là đang là chôn cái gốc đó lên trên này, hay có bà con hay có chuyện đấy là mai mốt cây nó bị Cổ rễ ạ. thối đầu của rễ đấy nha, Vâng. cào nó ở bên ngoài trống ra, xong rồi ở bên ngoài á cào thấp xuống thì ở bên này nó bắt đầu mới xả ra bùn ra thấp được. Cái việc mà nó chôn sâu vậy nó vẫn có trái bình thường hết, không có gì hết, nhưng mà mai mốt nó thối đầu của Vâng. rễ là quản lý không được. Cây cũng hết hết nấm bệnh rồi chứ. Thì đợt vừa rồi em mới lấy cái gì đó siêu áo giáp với lại cái bộ đôi thần sấm á, và em đổ với xong em phun nè. Là khoảng phun xong là thấy mấy cái lá bệnh nó xả ra là nó hết bệnh hay sao? Nó vâng. Bây giờ hoàn toàn là đâu còn cái lá nào bị nấm bệnh nữa đâu. Có một vài cây thì kiểu em cao quá với lại máy chưa lấy máy phun á, em mới phun bình tay thôi. Thì em chưa phun. Còn lại như cây thấp này em phun được bình tay là em phun hết rồi đó. Phun hết là lá ra bóng rồi. Vâng. Phun mấy cử rồi? Em phun 2 cứ. Hai cử. Một cứ đầu gốc. Mà hồi trước cây nó có bị bệnh không mà đổ gốc lá vàng không? Thì em cũng xem TikTok anh, thì em cứ nói là phòng mình phòng á, xong em cũng về em pha đó đó. Xong cái chai gì đó thần gì Thần siêu sấm không không cái gì chai siêu tiếng Trung. giáp à. Đó là pha ra xong em đổ gốc này, một Đổ gốc. cây khoảng chục lít. Ở trên là phun siêu giáp thôi hay có thần sấm nữa? Em có pha vào ít nữa. Có pha ít không? Xong xong là khoảng hai cử, mỗi cử cách nhau nhiêu? Khoảng 10 ngày. 10 ngày là hai cử là xong rồi, mình thấy lá nó Vâng. bóng ra như nữa. Vâng đúng rồi. Anh thấy lá nó cũng có độ dày vậy Cái đó dày thì em cũng không chưa ý là em chứ. không biết được. Nhưng mà lá bóng, Vâng. quan sát là lá bóng hết bệnh. Đúng rồi. Hôm trước là nó cứ chấm 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 Như hả? kiểu gọi là đốm hồng ấy. Đúng rồi, giống như là tạo giống như cái lá lá tiêu này, kiểu Đúng lá rồi, tiêu này đúng rồi. mà cái lá tiêu này mình không xử lý, mình xử lý lá sầu riêng thôi, Vâng. để anh coi thử còn cái lá nào bệnh không, phải cái bệnh này không. Mà cái này nó phải bị rầy không anh? Hay là cái gì đây? Cái này rầy này, này rầy này, phun thuốc rầy. Vâng. Hình như còn cái xác không mà phun đầu nào à. Không em chưa phun. Cái lá nó trước đây là cũng giống giống dài mà nó nặng hơn cái gì nữa đúng Đúng không? rồi, đúng rồi. Này nó chết hết rồi nè, lá dạng dày gì chấm 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 vậy gì Đúng rồi. à, nhưng mà hết rồi, lăn bon hết rồi chứ. Mới hai cử à, được rồi. Bên này ở dưới này đổ siêu dưỡng cây thêm ngoài tàn em ơi, Dạ. đổ thêm ngoài đây này cho nó bung cái tàn, bung cái cành ra, đổ ngay đây này, Dạ. đổ bên ngoài này rồi cào cho đất nó xốp xuống. Dạ, bữa mua hàng trên TikTok. Đúng rồi, em xem anh qua TikTok xong em vô em đặt Mấy mấy cái cái tiêu cây. kia này, mấy cái tiêu kia ăn được không ăn ngày bỏ, Vâng em muốn vâng. giữ cái sầu riêng này dọn cây mấy cái tiêu. Ở đây trồng cũng mấy chục cây thôi à. Vâng, còn bên kia là vườn của ông chú. Rồi bên kia vườn của ông chú. Cái này cũng của em luôn phải không? Vâng. Này mấy cái tiêu này hạ đi, bỏ đi, kéo cái cây đọt, giữ cây đọt đang ra lá non này, tưới siêu dưỡng cây vô, tưới xung quanh cái gốc này. Như như mấy cây này đợt trước nó bông ra, ý là em cũng đâu có làm gì được, cũng ý là tự nhiên xong ra cái nó
đi rọt cái rụng hết luôn. Rồi cái đấy thì sau này rút kinh nghiệm là bông ra thì tới cái quy trình quản lý bông. Bông ra rồi nó sủ nhị thì phải làm sao đó không cho đọt nó đi nha. Thì không là... lúc trước đó em có hỏi anh là anh của phun ăn vin đồ các thứ, nhưng mà kiểu nó đi to quá, nó đi như thế này, nó đi hơn thế này nữa, nên là mình phun ăn vin nó đi hơn thì phải làm già lá thôi. Không có lúc đấy mình phun ăn vin cũng không được, hay là em bỏ hết luôn. Lúc đấy phải phun già lá, kiểu cũng chưa có kinh nghiệm gì, cứ làm cứ thấy từ, ấy thôi, từ từ học. Cây này tàn đẹp ghê á, mấy cành này sát quá này, bỏ cái cành đây đi này. Dạ, cành này bỏ này, cành này bỏ đây, sát quá bỏ. Cành này trống vậy nữa, cành này sát ở dưới bỏ ra chỉ trống vậy, để nó nuôi nó dưỡng hết mấy, chủ yếu là tập trung mấy cành này nè to. Dạ, này dạ. Bỏ cái cành này dưới đây. Còn bữa là bị lấp cổ rễ hết, em xẻ ra hết ra, cào ra, chứ không mai mốt là ăn. Vâng, vâng. Ăn không được cây, ăn vẫn được đấy, nhưng mà vài năm là cây nó bệnh. Vâng, đúng không? Vâng. Nó bị ngộp cổ rễ. Và giờ mình nạo từ trong cái cổ, nó nạo bớt đất bớt ra anh. Nhưng mà muốn trước khi nạo trong đấy ra là ngoài này nè, em phải làm hết. Vâng, tạo vâng. Thành bùn ở ngoài này thấp xuống thì mới nạo được trong đấy ra. Dạ. Nên thấp lần xuống nha. Vâng, ok. Rồi cố gắng vậy đi. Còn tỉa tàn tạo tán rồi là thấy ok hết rồi. Sơ sơ mấy cành này tiếc gì nữa. Cái cành này, cành quy này bấm này. Dạ. Dọn cho nó sạch bưởi rồi dọn bớt cho nó trống ra, làm vườn sầu riêng nó bài bán coi. Này còn nó sùm lắm. Vâng. Cây tiền tỷ mà để giải thâu á. Thôi bye bye anh đi. Coi.